365 ngày cùng các thánh học trường Giê-xu. Ngày 292. Lời Chúa Giê-xu trong Tin mừng Gioan, chương 3, câu 13 đến câu 15. Không ai đã lên trời ngoại trừ Con Người đấng từ trời xuống, như ông Mô-sê đã dương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Lời Thánh Andre, Giám mục Cơ-tê-ra. Hôm nay chúng ta mừng lễ tôn vinh Thánh Giá. Thánh Giá đã xua tan bóng tối và đem lại ánh sáng. Chúng ta mừng lễ Thánh Giá và cùng với đấng bị đóng đinh, chúng ta được đưa lên cao. Vì thế, chúng ta hãy từ bỏ trần gian và tội lỗi để được những của trên trời. Có được Thánh Giá là điều lớn lao biết mấy. Ai có Thánh Giá là có một kho tàng. Học với Chúa Giê-xu. Thế giới xoay vần với nhiều biến cố đau thương xảy ra, từ chiến tranh đến biến đổi khí hậu, từ dịch bệnh đến việc con người giết chết lẫn nhau qua tệ nạn phá thai, rồi cuộc sống con người thời đại bị lôi cuốn vào khuynh hướng sống đi tìm hưởng thụ, tiêu xài và sống ảo tưởng qua các trang mạng xã hội, cũng như bay vào vũ trụ của trí tuệ nhân tạo để làm sôi động và làm xáo trộn cuộc sống. Dù thế giới xoay vần thế nào, Thánh Giá của Chúa qua hơn 2.000 năm vẫn đứng vững. Sự vững vàng của Thánh Giá đưa lại niềm hy vọng. Và như Thánh Andre thành Cơ-tê-ra đã nói, Thánh Giá xua tan bóng tối và đem lại ánh sáng. Thánh Giá sẽ đưa chúng ta lên cao, vượt trên mọi tầm thường của cuộc sống trần gian. Vì thế bạn ơi, chúng ta hãy từ bỏ trần gian và tội lỗi để được những của trên trời. Có được Thánh Giá là điều lớn lao biết mấy. Ai có Thánh Giá là có một kho tàng. Vì thế, chúng ta cùng nhìn lên cao. Nhìn lên Chúa Giê-xu đã được dương lên cao, đã chịu đóng đinh trên Thánh Giá. Từ trên Thánh Giá, Chúa ban xuống cho bạn và tôi sức mạnh và niềm hy vọng vào cuộc sống đời đời. Từ trên Thánh Giá, nguồn nước cứu độ và tràn đầy tình yêu, dịu hiền chảy xuống và làm mát tâm hồn mỗi người chúng ta. Từ trên Thánh Giá, bao quả phúc tốt lành được Chúa hái và ban phát cho ta. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho con một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây thập giá mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy tôn. Lạy Chúa Giê-xu là thầy dạy của chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Andre, Giám mục Cơ-tê-ra, xin cầu cho chúng con. Hồn sống với Chúa Giê-xu. Hồn sống hôm nay mời bạn lau dọn cây thánh giá trên bàn thờ của bạn cho thật sạch, thật đẹp. Nếu bạn muốn, bạn có thể tìm một đóa hoa hồng
dâng lên Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá vì bạn. Trong ngày sống, bạn luôn dành thời gian đến trước thánh giá Chúa và âm thầm cầu nguyện, tạ ơn và tôn vinh Chúa. Một con đường mà Chúa đã đi qua, một con đường mang tên thập giá. Chúa đã đi qua, Chúa đã đi qua con đường như thế đó. Từng bước Chúa hiên ngang thập giá đến vinh quang. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la. Chúa cho con niềm tin và hy vọng, xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống trong tình Ngài. Bước chân trong đời nhiều khi thấy bơ vơ, làm sao hiểu đường con đúng hay sai, và nơi nào cho con hạnh phúc. Chúa muốn con đi, Chúa muốn con đi con đường mang chân lý. Thập giá dẫu đau thương, niềm vui sẽ miên trường. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la. Chúa cho con niềm tin và hy vọng, xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống trong tình Ngài. Lòng con bỗng cô liêu, đường đi nào dạy con biết thương yêu, đường đi nào không vương thập giá. Chúa đã đi qua, Chúa biết con đây, thân phận con yếu đuối, và Chúa đã nâng con để con bước theo Ngài. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la. Chúa cho con niềm tin và hy vọng, xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được.
được sống trong tình Ngài. Xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống.